Chào mừng quý vị và các bạn đã đến trở lại với kênh YouTube của Đồ Cộng 8. Hiện tại là bây giờ là 5 giờ chiều ngày 28 tháng 11. Thì trên màn hình của quý vị đây là một bộ sật thờ của một bộ cuốn thư câu đối của một bác khách hàng là bác Thiện ở thành phố Đà Lạt. Và chiếc bộ sật thờ này được hoàn thiện phần mộc và hôm nay tôi sẽ quay lên đây để cho bác Thiện ở thành phố Đà Lạt và quý vị khán giả thì cùng chiêm ngưỡng bộ sật thờ này. Đây là chiếc sập thờ chân 22, có kích thước là 1m97, cao 1m17 và rộng 1m07, và được làm hoàn toàn là 100% là chất liệu gỗ mita. Thì sập thờ này còn được gọi là sập thờ tứ linh lạch, ở giữa thì có đục cổ phù và xung quanh dạ này là sẽ được bố trí tứ linh và bốn con vật là bốn linh vật là long, ly và quy phượng, tượng trưng cho bốn linh vật tượng trưng cho trời đất. Thì bây giờ tôi sẽ quay chi tiết chiếc sập thờ này cho bác Thiện và mọi người cùng chiêm ngưỡng chiếc sập thờ này nhé. Đây, phần giữa này thì được đục chạm đầu hổ phù này, rất đẹp, tinh xảo và hầm hố. Đầu hổ phù thì hay còn gọi là có tên gọi là đầu hổ phù thì là vì là nó được như là đầu rồng nhìn chính diện nên được gọi là đầu hổ phù. Rất là hầm hố, kênh bòng, được từng cái vây mắt rồng, sừng rồng rất là kênh bòng lên. Chiếc sập thờ này thì chúng tôi mới vừa hoàn thiện xong phần thô, chưa đánh giáp gì nên là nó vẫn còn thô ráp, đi đánh bóng vào thì nó sẽ rất là đẹp. Đây là đầu hổ phù này, nhìn rất dữ tợn này. Còn phía bên trái này thì là có đục chạm một con phượng và một chú nghê, còn gọi là ly. Đây là chú phượng đây. Đây là hình ảnh chú phượng này. Đây là hình ảnh con ly này. Vì tôi sẽ quay gần cho xem này. Rất là đẹp này. Hình kiểu một con ly đang quay người lại. Còn phía bên này thì là có đục chạm rồng hay còn gọi là long và một chú rùa gọi là quy. Rồng rất uẩn khúc. Và đây là chú rùa đang cưỡi sóng này, quay đầu lại. Phía bên dưới đầu phù này thì chúng tôi còn bố trí đục thêm một đục cá chép. Cá chép thì là thường quý vị các bạn có thể liên tưởng cái hình ảnh là cá chép vượt vũ môn. Cá chép còn tượng trưng cho sự học hành thi cử, đỗ đạt. Sự đỗ đạt trong học hành thi cử rất ý nghĩa. Đây là ý nghĩa của dạ sập thờ. Còn phía trên cổ sập thờ thì tôi có bố trí hoa lá tây này, triện, chữ thọ và có hình tượng đôi rồng trầu mặt nguyệt. Hai bên là rồng giữ mặt nguyệt thì gọi là rồng trầu mặt nguyệt. Còn bốn chân thì được đục chạm nghê trầu, phía trên đầu chân là mặt nghê, toàn bộ là chân 22, toàn bộ phần gỗ thì đều lục lạc nguyên lõi không trần lõi. Tôi sẽ quay nghiêng về phía hai chiều nghiêng cho quý vị. Đây, quý vị có thể thấy chân này. Chân rất to và nhìn bệ vệ. Khi đặt vào phòng thờ thì nhìn rất là bệ vệ. Toàn bộ phần gỗ là vô cùng là lục lạc và trần xí lõi. Tôi có quay cả phần trong gặm cho bác Thiện cũng xem. Chúng tôi là lõi không có giáp. Với trời buổi chiều giờ ánh sáng nó cũng không đủ nên là không nhìn rõ lắm. Tôi có quay qua để cho bác Thiện cùng quý vị khán giả cùng xem. Hàng vô cùng dày dặn. Vâng. Phía trên này thì có, tôi cũng giới thiệu phía trên này là một bộ cuốn thư câu đối. Cũng là gỗ mít. Bộ cuốn thư câu đối này thì có kích thước là dài 1m97 và cao 87 cm. Câu đối là cũng dài 1m97.
Thì bộ cuốn thư câu đối này thì có tên gọi là bộ cuốn thôi Tứ Linh Hóa Trúc. Từ tục chạm là Tứ Linh Hóa Trúc. Cũng có là bốn linh vật là Long Ly Quy Phượng được cách điệu biến hóa thành những cây trúc. Đây tôi sẽ quay gần cho Thiện và mọi người cùng xem. Đây, đây là bộ cuốn thư câu đối Tứ Linh Hóa Trúc. Đây, trên màn hình quý vị, đây là một con rồng này. Đấy, đang thân là đang hóa thành một thân cây trúc này, rất là uẩn khúc này. Và kênh bồng này, quý vị tôi quay bên dưới đây là nhìn là rất là kênh bồng. Cực kỳ kênh bồng rồi. Còn phía bên cạnh này thì là có hình tượng con ly và phượng, cũng là hóa thân cây trúc nha. Đấy. Còn ở giữa là nền gấm, nền gấm đậu hũ phô, và có ba chữ Đức Lưu Quang trên nền gấm. Thì nền gấm là tượng trưng cho sự ấm no hạnh phúc của người dân Việt Nam ngày xưa, thì tượng trưng cho ấm no hạnh phúc là ý nghĩa của nền gấm. Hai bên cuốn thư thì được đục chạm, một bên là cây bút và một bên là thanh kiếm, thì là còn tượng trưng cho hình ảnh văn võ song toàn của người quân tử ngày xưa. Đó là chuẩn mực của người quân tử ngày xưa là văn võ song toàn. Vâng. Rất là đẹp. Còn hai bên câu đối, hai bên câu đối thì được đục chạm mà hai dòng chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh và Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ý nghĩa của hai câu đối này thì tôi có thể dịch tạm dịch như là như sau, là thờ phụng tổ tiên thì muôn đời thịnh, mà con cháu ngoan hiền thì là vạn đại vinh, vạn đời vinh. Đây là ý nghĩa của hai câu đối. Thì bây giờ tôi sẽ quay gần chi tiết hai câu đối cho bác Thiện cùng xem. Đây được cũng được đục chạm dòng trầu, dòng hóa mai. Và phần chữ thì chúng tôi có dịch nghĩa tiếng Việt bên dưới này, tiếng Hán Việt bên dưới này để cho người dùng có thể dễ hiểu hơn. Đây là hồng chỉ nhá, hoa hồng và chim chỉ thì gọi là hồng chỉ. Bên dưới này cũng có một con ly này, ly hóa này, có hai chữ thọ ở đây, rất là đẹp. Ánh sáng buổi chiều thì nó cũng không được tốt lắm nên là không nhìn rõ lắm, nên là quý vị và các bạn đã thông cảm. Bây giờ tôi sẽ quay sang câu đối bên phải. Cây gỗ này thì rất là già nên là nó có màu là hơi thâm một chút, nhưng không sao, là khi chúng tôi hoàn thiện và sơn màu thì nó sẽ là đều màu và rất là đẹp. Bởi vì gỗ mít thì không thể tránh khỏi được mắt hoặc là mấu. Cây gỗ nó càng già thì nó càng sậm màu và thâm lại. Còn vì thời lượng video thì cũng khá dài rồi nên là tôi xin được kết thúc video tại đây. Để tôi sẽ gửi video này tới cho bác Thiện ở thành phố Đà Lạt cùng xem lại phần mộc của chiếc sập thờ chất 22 này. Và mọi người thì ai có nhu cầu mà muốn sở hữu bộ sập thờ và cuốn thư câu đối như này thì vui lòng liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 806 hoặc là có thể truy cập website đồgỗtùng8.com. Mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi ra thêm những sản phẩm đẹp hơn nữa. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Video này thì được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất của Đồ Gỗ Tùng Tám tại Phân Khúc Cẩm Khê Phú Thọ. Đây là phía sân, còn đây, bên trong này là xưởng sản xuất của chúng tôi. Tôi sẽ quay qua xưởng sản xuất cho bác xem.
rất nhiều bàn ghế đây.